Video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc móc treo hình trái tim đơn giản như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Và mình vừa cắt lên cái phần trái tim màu đen này nhé. Mình sẽ dán lên những cái chỗ trống của hình trái tim này nha. Sau khi mà mình đã giải xong những cái hình chấm đi như thế này rồi, giờ mình sẽ dùng những cái tờ giấy màu xanh. Mình sẽ cắt ra những cái hình trái tim nhỏ màu xanh này nhé. Cái tiếp theo nha. Hai cái nữa này. Giờ mình sẽ dán nó lên cái hình trái tim này nhé. Mình sẽ dán nó lên cái hình trái tim màu đen.
Tiếp theo mình sẽ dùng cái màu xanh này để làm cái phần móc treo nha. Về cái phần móc treo thì mọi người chỉ cần cắt ra một cái đường thẳng dài là được nhé. Rồi mình sẽ đo và cắt ra. Các bạn cứ để cho mình khoảng tầm 20 cm. Rồi mình sẽ cắt cái đường thẳng này ra nhé. Sau khi mà đã cắt xong, bây giờ các bạn sẽ gập nó lại như thế này. Mình sẽ cố định bằng keo trước. Như vậy là mình đã được một cái phần móc như thế này. Bây giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần hình trái tim nha. Mình sẽ dùng một chút màu trắng để dán ở phía đằng sau nhé. Phía đằng sau này thì mình sẽ để ghi những cái lời chúc nha. Như vậy là mình đã làm xong một cái tấm thiệp hình trái tim đơn giản như thế này rồi. Đó. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.